đến với chương trình chia sẻ về du học của công ty Đăng Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với một bạn du học sinh vừa nhận được visa du học Úc, đó là Lai Chí Thịnh. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Thịnh để tìm hiểu được quá trình làm hồ sơ du học Úc của Thịnh thì như thế nào, và qua Úc thì Thịnh sẽ học ở ngôi trường nào bên đó nhé. Chị chào Thịnh. Chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Mình tên là Lai Chí Thịnh, mình 17 tuổi, hiện mình đang học trường Trung học Phổ thông Phạm Thế Bường, thành phố Trà Vinh. Sở thích của mình là chơi thể thao, nghe nhạc, xem phim và đặc biệt là hát. Mình vừa nhận được visa du học Úc, cảm giác của mình rất là vui và phấn khởi. Lý do tại sao mình lại chọn Úc để du học Thịnh ha? Vì một phần là em có người thân tại Úc, một phần là với lại cái chương trình giáo dục của Úc thì em thấy rất thích hợp với mình, nó tiến bộ, chú trọng vào cái thực hành hơn là lý thuyết. Ở Việt Nam thì mình đã học qua rất nhiều lý thuyết rồi, nên em muốn tiếp xúc với cái chương trình học mà có nhiều cái sự thực hành hơn để mình cọ sát với cái những gì mình đã học. Đầu tiên em sang Úc, em sẽ tham gia vào khóa học Anh văn 46 tuần tại Phoenix Academy. Sau đó em sẽ chuyển tiếp lên học phổ thông tại Canning College. Vậy thì khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Dịch vụ thì rất là tốt, đặc biệt là các tư vấn viên thì rất là nhiệt tình, luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của mình. Trong quá trình làm hồ sơ thì chị Huệ hướng dẫn rất là nhiệt tình và cụ thể các bước làm hồ sơ, và hồ sơ thì làm rất là chắc chắn. Quá trình chọn trường thì chị Huệ đã có đưa cho thông tin trường cho mình, và mình sẽ quyết định chọn các trường theo sở thích của mình và phù hợp nhất với mình. Quá trình chuẩn bị hồ sơ thì tư vấn viên của Tân Đại Dương làm rất là tỉ mỉ và rất là ổn định. Và đâu mình biết về dịch vụ của Tân Đại Dương thì? Em thì ở Trà Vinh thì được biết qua công ty Tân Đại Dương Renewable Internet. Em đã nhận được visa, thì nếu mà có một người bạn bè nào có ý định muốn du học như em thì nên tìm đến công ty Tân Đại Dương để làm hồ sơ. Vì các tư vấn viên giàu kinh nghiệm sẽ chuẩn bị hồ sơ cho các bạn tốt hơn. Là chị cảm ơn những chia sẻ của Thịnh trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, và cũng như là những cái tình cảm của em đã dành cho Tân Đại Dương. Và một lần nữa thì chị sẽ cảm ơn em rất nhiều. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Thịnh chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Úc của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với công ty Tân Đại Dương ở địa chỉ quận Nhất, quận 5 hay là Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại.